Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sau khi vòng 22 V-League khép lại, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026. Ngay trước ngày hội quân, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đón nhận tin vui khi có sự đồng hành từ các nhà tài trợ. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố Herbalife là đơn vị đồng hành với các đội tuyển Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu hành trình mới trong 3 năm tiếp theo như một phần chiến lược dài hạn bắt đầu từ năm 2021. Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tài chính, các sản phẩm và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng vận động cho các tuyển thủ Việt Nam từ nay đến năm 2027. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kỳ vọng, thông qua chương trình đào tạo bài bản cùng những khóa học về dinh dưỡng, các vận động viên sẽ được hưởng nhiều lợi ích để nâng cao thành tích thi đấu. Giai đoạn 2024-2027, các đội tuyển quốc gia sẽ tham gia tranh tài ở hai kỳ SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á, Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Ngay trong ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào tập luyện, chuẩn bị cho hai trận đấu của vòng loại World Cup 2026.